Chào tất cả các bạn, mình là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ làm một cái video giới thiệu sơ lược về phần mềm Adobe Camera. Thì ở đây tại sao mình gọi là sơ lược? Thì với cái video này mình sẽ tập trung là giới thiệu sơ lược về những công cụ có mặt trong bảng Camera và mình sẽ nói về phần tác dụng của nó. Còn về cách phân tích những công cụ có mặt trong bảng Camera có tác dụng giống nhau khác nhau hay là một cái chuyên đề về curve, về speed tooling, về calibration thì cái đấy mình sẽ làm một video về sau. Thì bây giờ mình sẽ đến với phần thứ nhất. Đó là những cái thành tựu chính và những chức năng. Thì cái này nó sẽ nằm ở bên tay góc tay trái màn hình của các bạn. Thì ở đây là cái icon đầu tiên này, mình sẽ với phần zoom thu. Thì cái phần này giúp người là phóng to thu nhỏ hiển thị hình ảnh này. Phần hand thu, phần hand thu này giúp người di chuyển và xem ảnh. Phần white balance thì gọi là xác định điểm cân bằng trắng. Phần color sample thì cái phần này xác định mẫu đo màu. Ở đây mình có một cái phần này mình để chữ đỏ, thì cái phần này cực kỳ quan trọng, đặc biệt là những bạn new member, bạn mới tham gia học và chỉnh sửa blend màu ấy, thì cái phần này rất là quan trọng cho mọi người. Nó sẽ giúp người xác định điểm màu trong bảng HSL trên mình này, hay bảng Blur Matrix của biểu cướp. Hiện tại thì có sử dụng cả Blur Matrix trong biểu cướp nữa. Thì cái phần này gọi là Targeted Adjustment Tool ấy, thì nó rất là quan trọng. Thì cái này tí nữa mình sẽ vào hình ảnh thực tế giới thiệu cho các bạn này, các bạn sẽ hiểu sâu hơn. Phần Crop Tool, Crop Tool thì mình cũng rất ít sử dụng nên là mình sẽ bỏ qua nhé. Crop thì gần như là ai cũng biết là crop hình ảnh rồi. Phần Strain Tool này thì cũng bỏ qua này, Transform Tool cũng bỏ qua. Vì những cái này ngoài Photoshop nó tối ưu và làm tốt hơn rất là nhiều nên là mình không sử dụng đến nhé, chứ không phải là mình bỏ qua mình không dùng nó, mà trong Photoshop nó tối ưu hơn rất là nhiều nên là trên Camera mình chỉ tập trung vào blend màu thôi. Còn về những cái tác dụng phụ ngoài khác thì là mình rất ít sử dụng. Đấy. Phần Spectral Level này cũng như vậy, cũng rất ít sử dụng này, gọi chỉnh sửa sơ bộ và nhặt rác các mọi thứ, thì cái này ngoài Photoshop tối ưu và nhanh hơn rất là nhiều. Phần Red Enamel thì cái phần này là xóa mắt đỏ, công cụ này cũng là cái công cụ rất ít sử dụng. Và bây giờ mình sẽ đến với ba công cụ cực kỳ quan trọng trong quá trình blend màu. Thì đầu tiên là mình sẽ đến với công cụ Adjustment Brush này, hay công cụ thứ hai là Gradient Filter này, Gradient Filter này. Ba công cụ này nó sẽ có tác dụng giống nhau nhưng cái cách sử dụng nó sẽ khác nhau. Cái công cụ Adjustment Brush thì gọi là tô vùng chọn này, nó sẽ điều chỉnh sắc độ cho từng vùng rõ cụ thể và mình muốn sử dụng trên điểm nào thì nó rất là dễ dàng. Còn công cụ Gradient Filter thì nó tạo giải màu cho vùng chọn. Nó có thể sử dụng ở các góc của tấm hình này hay sử dụng trên toàn bộ tấm hình. Phần Gradient Filter thì nó sẽ cũng tạo một vùng chọn, sẽ sử dụng trên hình tròn hoặc là hình bầu dục. Và nó sẽ sử dụng được ở trong hai vùng là inside và outside, nên là có thể điều chỉnh sắc độ bên trong hoặc bên ngoài, nó là như vậy. Tí nữa thì mình sẽ vào thực tế. Tất cả những cái này thì mình sẽ vào hình thực tế để mọi người có thể hiểu sâu và kỹ được nó. Còn những phần xoay hình theo hướng trái hay theo hướng phải thì mình cũng rất ít sử dụng, nói chung là có nhưng mà ít lắm. Cái này thì mọi người tự sử dụng mình rất là dễ thôi. Thì đấy là những cái thanh công cụ, chính là những chức năng nằm bên tay trái màn hình của các bạn. Còn tiếp theo thì mình sẽ đến với phần histogram. Thì biểu đồ histogram nó nằm ở đâu? Biểu đồ histogram này ở Camera hay ở Lightroom thì nó đều nằm ở bên tay phải màn hình của các bạn và nằm trên cùng. Thì cái biểu đồ histogram này nó là để làm gì? Thì biểu đồ histogram nó là một đồ thị chữ nhật mô tả được phân bố số lượng pixel của tấm ảnh trên từng khu vực sáng tối. Với là sau này người làm, bất kỳ một cái bạn design nào khi bắt đầu làm Camera có thể các bạn bỏ qua phần này, nhưng phần này rất là quan trọng, nó sẽ giúp một người đánh giá đọc số liệu của hình ảnh đấy. Thì ở đây nó sẽ chia ra chụp tung và chụp hoành đấy. Thì trong đó này, chụp tung này, chữ Y này thì nó sẽ biểu thị số lượng pixel đang có tại khu đó này, càng dâng cao tức là chi tiết của tấm ảnh nó đang nằm ở khu đó. Ví dụ càng những cái điểm màu nó càng dâng cao này, càng dâng cao ở khoảng nào thì nó chứng tỏ ở khoảng đấy nó đang rất là nhiều màu sắc đó. Ngược lại này, khu vực nó quá thấp thì đồng nghĩa với nó không có nhiều chi tiết hay là không có màu sắc ở từng khu vực này. Ví dụ ở trong này mình sẽ đến với tiếp theo giải sáng đi, xong mình sẽ phân tích kỹ cho mọi người này. Còn với chụp hoành này, chiều ngang này, nó biểu thị ánh sáng của tấm ảnh theo chiều từ trái qua phải đấy, và từ tối sang sáng. Thì đây nó sẽ chia ra những điểm với giải sáng, chia ra điểm này. Trong khoảng từ black đến white, từ đen đến trắng nó sẽ có khoảng shadow này, khoảng midtone thì gọi là có thể gọi exposure này, highlight này, white này. Thì nếu mà trên cái tấm hình này số lượng pixel, ví dụ tung này, số lượng pixel là chi tiết màu ít ấy, thì ví dụ như các bạn đọc cái tấm hình lên một cái tấm hình bất kỳ mình thấy này, thì ở đây mình sẽ đọc là trong khoảng white này thì cái số lượng pixel, số lượng điểm màu nó sẽ rất là ít. Nếu mà cái ảnh này là một cái dạng đen trắng ấy, thì nó sẽ không còn những số lượng màu sắc trên đây nữa, mà nó chỉ còn một cái biểu đồ về giải sáng này thôi, màu gray này. Thì cái biểu đồ histogram này bất kỳ một cái bạn Photoshop mới bắt đầu thì tất nhiên là các bạn nên tìm hiểu sâu hơn về nó một chút. Nó giúp mọi người đọc được cái số lượng pixel, đọc được cái tấm hình này sáng hay tối này,
có nhiều màu sắc hay ít màu sắc. Và cái biểu đồ thứ gam này trên bảng trên máy ảnh, gọi là picture style trên máy ảnh, nó cũng có cái biểu đồ thứ gam này. Mọi người có thể sử dụng cái biểu đồ thứ gam để đọc được cái tấm hình của mình trên trực tiếp máy ảnh, nó xem là mình đã đủ sáng hay chưa này, nó đang bị ám màu gì này, nó đang nhiều màu vùng khu vực nào đấy. Đấy thì nó giúp mọi người đánh giá tấm hình, đọc số lượng cho tấm hình. Và bây giờ mình sẽ vào hình ảnh thực tế để mọi người có thể nắm được phần này. Đây thì ở đây mình sử dụng trên một cái tấm hình mẫu, và mình nói sâu về phần này. Ví dụ trong cái tấm hình này thì mình sẽ đọc, nhìn vào biểu đồ thứ gam mình sẽ đọc được gì, mình sẽ đọc được là biểu đồ thứ gam này, cái tấm hình này nó đang là một cái tấm hình nó hơi tối màu một chút, vì cái giải sáng cái gray đầu tiên mình nó chụp hình này, gray này thì nó tập trung này, nó chủ yếu làm từ black đến exposure và sang ngoài nó không còn chút nào nữa. Đấy thì cái tấm hình này nó đang hơi tối màu một chút, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ở cái vùng shadow này, trong khoảng vùng shadow thì nó nhiều màu đỏ, thì khi mọi người nhìn thấy là phần da mặt, phần màu môi này, phần tóc này, nó đang nằm trong khoảng shadow và nó đang nhiều màu đỏ, nên là cái số lượng pixel nó đổ lên rất là cao. Đấy, hay sang khoảng mid tone này thì nó có, sang khoảng mid tone này thì nó có cyan, có blue này, cyan là blue, và nó nằm trên cái phần mid tone exposure đấy. Đấy thì nó sẽ giúp người đánh giá được cái số lượng màu sắc trên tấm hình này, và nó sẽ giúp người phân tích tấm hình này sáng hay tối. Khi mình đã nhìn với ra mình hoàn toàn đọc cái được cái điều đấy. Ví dụ ở đây mình cho tấm hình này tối này, thì lập tức cái biểu thứ gam này nó đổ hết về bên tay trái này, đổ hết về black và shadow. Còn ví dụ tấm hình này mà nó tạo tấm hình dư sáng, chụp dư sáng thì nó sẽ đổ hết đây, ví dụ cái gờ đây nó sẽ đổ hết sang khoảng từ highlight đến noise. Đấy thì đấy là cái biểu đồ thứ gam mà mình cần phải hiểu nó. Còn sau thì mình sẽ có một video cho các bạn, mình sẽ phân tích kỹ hơn về những cái khoảng thông số màu sắc, khoảng shadow, khoảng mid tone, khoảng highlight thì nó sẽ có thông số cụ thể như thế nào. Thì cái đấy mình sẽ có một cái chuyên đề về hệ màu RGB và cớp, cách sử dụng biểu đồ histogram này, cách sử dụng cớp và ứng dụng thông số nó vào để chỉnh sửa màu, thì cái sẽ nằm ở video sau. Thì đấy là phần histogram. Tiếp theo mình sẽ đến với phần basic. Phần basic thì đây là một phần cực kỳ quan trọng trong quá trình chỉnh sửa palette màu, vì nó sẽ quyết định yếu tố màu sắc rất là nhiều ở cái phần này. Thì ở trong này phần profile, thì phần profile là phần chứa những màu hình có sẵn này, có thể tạo được. Sang phần white balance gọi là cân bằng trắng, cân bằng trắng thì cái này có thể thay đổi màu sắc tổng thể nó bức hình từ ấm đến này, và nó có nhiều chế độ khác nhau, nó cũng giống gọi picture style trên máy ảnh, nó có nhiều chế độ khác nhau, monochrome này, standard này, rồi phần monochrome này gọi là đen trắng ấy. Hay là tiếp theo mình đến phần temperature, thì phần này gọi là thanh nhiệt độ màu. Thì trên máy ảnh khi mọi người chụp nhiệt độ màu K chẳng hạn, mọi người để chế độ K chụp nhiệt độ màu, thì khi mọi người chụp để nhiệt độ 4700 hay 5200 ví dụ như vậy, thì ở cái phần temperature ở đây nó sẽ lập tức nó mô tả lại thông số y hệt như vậy luôn, có nghĩa là nó gọi là phần thanh nhiệt độ màu của máy ảnh hay là của camera. Sang phần trên thì cái phần này gọi là điều chỉnh tông màu tổng thể cho tấm hình, và ở đây nó có phần xanh green và magenta gọi là màu tím ấy. Thì mọi người tự nhiên để điều chỉnh, trong trường hợp mà ảnh nó thừa tím thì mình sẽ giảm đi, hay là ảnh nó thừa xanh thì mình tăng lên. Và tiếp theo sang phần exposure thì nó nằm ở giữa biểu histogram, thì cái này nó điều chỉnh độ hơi sáng và ánh sáng tổng thể của tấm hình, cả highlight cả shadow đều ảnh hưởng. Tiếp theo đến với phần contrast. Contrast thì đa số các bạn đã đều lắm được rồi, thì cái này gọi là điều chỉnh độ tương phản. Sang highlight thì highlight là điều chỉnh vùng sáng nhất trên tấm hình, những cái vùng sáng nhất tấm hình nó sẽ ảnh hưởng. Phần shadow là điều chỉnh vùng tối nhất trên tấm hình này, white điều chỉnh vùng màu trắng này, black điều chỉnh vùng màu đen. Và cái này thì mình cũng có một cái video để phân tích về những công cụ này, phân tích về highlight và white này, phân tích những shadow và black nó sẽ có khác nhau những cái gì. Đấy thì cái này sẽ nằm ở video sau. Thì đây là nằm ở video sơ lược, và mình sẽ sử dụng trên hình này thực tế để mọi người nắm được. Thì đầu tiên mình sẽ sử dụng gọi là exposure hay là những cái phần profile này đi. Thì trong một phần profile này có phần môi trai này, phần standard này, đây là những cái dạng màu sắc có sẵn và mình có thể tạo được những profile như thế này. Còn đây là những cái chế độ white balance auto là chuyển sang ấm này sang lạnh này. Đấy. Và cái phần white balance này gần như mình rất ít sử dụng, vì với một cái thợ chuyên nghiệp thì gần như là không sử dụng cái phần auto này mấy. Mình chủ yếu là tự cân bằng cấp từng này, mình tự điều chỉnh, vì mỗi bức hình nó có một cách điều chỉnh khác nhau, nhiệt độ màu khác nhau, hay là mỗi tông màu nó có một cách chỉnh màu khác nhau, nên là tùy theo phong cách để mình kéo, chứ mình không sử dụng vào cái phần auto white balance này. Sang phần temperature gọi là nhiệt độ màu, thì ví dụ như cái tấm hình này đang chụp nhiệt độ màu 5300 trong studio. Đấy thì cái này màu sắc cũng có sẵn để mọi người nhìn thấy là blue và yellow này.
là màu xanh và màu blue thì màu vàng và blue ấy, màu xanh da trời, thì tùy theo tụi mình. Ví dụ tụi mình mà mình cảm thấy nó vàng thì mình có thể giảm đi là tăng lên. Tương tự sang phần trên này gọi là cân bằng màu tổng thể, và nó đặc biệt nó sẽ ảnh hưởng vào màu xanh green và màu magenta, thì mọi người có thể điều chỉnh và sử dụng ở đây nhé. Tiếp theo thì mình sẽ đến với phần exposure. Exposure gọi là ánh sáng tổng thể cho tấm hình đấy, độ phơi sáng, thì cái này sẽ nâng sáng tổng thể, ảnh hưởng vào trực tiếp vào highlight shadow. Tiếp theo này contrast, thì cái này là tăng độ tương phản của tấm hình. Khi mình tăng contrast lên, khi mình tăng contrast thì nó tăng độ tương phản, thì cái này chắc là tất cả các bạn đều nắm được. Sang highlight là những điểm sáng nhất tấm hình này, khi chỉnh vào highlight thì nó trực tiếp ảnh hưởng vào điểm sáng nhất trên tấm hình. Hay là khi mình can thiệp vào white, khi mình can thiệp vào white thì nó sẽ ảnh hưởng vào những điểm của màu trắng đấy. Và cứ phân tích về cái này thì mình sẽ nói sau. Shadow là những phần tối nhất trên tấm hình, black là những vùng có màu đen đấy. Thì tiếp theo xuống phần nữa đó, phân tích. Thì phân tích này bắt đầu mình không nhớ không nhầm là từ bản 10K 11.0 thì bắt đầu có thêm phân tích này, thì nó sẽ giúp người nhanh chóng làm mịn hoặc làm nổi bật các chi tiết. Sang phần clarity này thì nó giúp người điều chỉnh tăng giảm độ sắc nét cho tấm hình, thì cái này nó cũng có từ bản CC 2014 rồi. Thật ra cái này thì mình không nhớ lắm để về có mặt của nó, thì thật ra những công cụ mình có dùng thì cũng hạn chế. Hay đi hay cũng vậy, đi hay là cũng công cụ mãi sau này từ CC 2017 thì bắt đầu mới có, thì phải. Thì cái này sẽ giúp khử mù làm trong cho tấm hình. Những công cụ này mình có sử dụng nhưng mà cũng không quá nhiều, tùy theo ảnh đó. Đa số là sử dụng rất là ít. Có duy nhất Clarity thì trong này ba công cụ này, có phần Clarity này thì mình hay sử dụng. Và tiếp theo thì mình sẽ đến Vibrance và Saturation. Thì ở Vibrance này sẽ và Saturation nó có cùng cùng tác dụng với nhau là tăng độ bão hòa ở tấm ảnh. Nhưng với Vibrance thì khi mình tăng Vibrance đặc biệt là nó sẽ lên nhiều màu vàng và blue. Khi đạt cực đại các màu sắc sẽ không bị mất chi tiết và được giữ lại ở mức độ nhất định, thì chỗ này mọi người cần lưu ý nhé. Ví dụ những cái màu đã đủ rồi sẽ tự nó dừng lại và nó tiếp tục tăng cái màu thiếu lên. Còn phần sang phần soi dần này, khi đạt cực đại các chi tiết sẽ bị mất và bết màu. Có nghĩa là khi mình đạt cực đại này, cái số kéo hết phần soi dần này thì nó làm cho các pixel nó bị gắn kết vào nhau, làm cho ảnh nó bị bết màu. Thì ở đây mình sẽ sử dụng hình ảnh thực tế để cho mọi người nhìn thấy này. Đây thì ở đây mình để một cái tấm hình beauty hình màu đỏ này, thì ví dụ ở đây mình tăng vibrance lên cả. Khi mình tăng vibrance lên thì những cái màu sắc rực nó có tăng lên, nhưng mà làm cho tấm hình là tất cả các màu sắc đều tăng lên mức độ nhất định, chứ không chỉ tăng nguyên một cái chi tiết nào đó, nó tăng lên rất là đều màu. Còn khi mọi người tăng phần saturation này lên, khi mọi người tăng phần saturation này, nó sẽ làm cho ảnh này, những cái phần rực nó sẽ mất và bết chi tiết, ví dụ phần môi nó mất chi tiết rồi. Đây là ảnh beauty chụp rất là sắc nét nên là mọi người nhìn thấy chi tiết. Còn với ảnh cái trung bình thì gần như mọi người sẽ không thấy cái chi tiết nữa, và những cái màu sắc nó sẽ bị kết dính vào nhau, hay là cái pixel nó bị mất đi và là làm cho ảnh bị bết và mất chi tiết. Đấy, đấy là khi mà sử dụng phần saturation nó sẽ bị như vậy. Thì khi mình sử dụng Vibrance và Saturation này, thường thường mình sẽ nâng Vibrance và giảm Saturation đi, gọi là cân bằng độ hòa. Màu thiếu sẽ được tăng lên và màu thừa sẽ được trừ đi. Đấy, đấy là cái phần Vibrance và phần Saturation đấy. Thì đến đây là mình sẽ kết thúc cái phần basic và mình chuyển qua sang phần tiếp theo, phần detail. Thì bình thường gọi là phần này gọi là kích nét. Thì trong phần detail này có phần subblending này, điều chỉnh độ sắc nét. Phần amount thì gọi là điều chỉnh lượng, thì điều chỉnh cái mật độ hạt nhiều hay ít này. Phần radius thì điều chỉnh bán kính điểm. Phần detail thì điều chỉnh chi tiết. Phần masking là mặt lạ, thì phần này nó kéo lên nó sẽ tạo ra cái mặt lạ phủ lên tấm hình làm cho ảnh mịn mịn, cái này mình rất ít sử dụng. Sang phần noise reduction thì chính phần này sẽ giúp mọi người là giảm nhiễu này và làm mịn. Và Numion thì gọi là màn làm mịn này, color giảm nhiễu màu. Và trong này cái phần Numion này thì mình rất ít sử dụng, nhưng sang phần color là giảm nhiễu màu thì mình sử dụng đến rất là nhiều, đặc biệt là những ảnh chụp vào buổi tối, đặc biệt là những ảnh chụp vào buổi tối thì khi mình mọi người sử dụng ấy, phần color này nó giúp mọi người khử hết những cái nhiễu màu, nó cực kỳ quan trọng mà mọi người lưu ý, đặc biệt là chụp trong điều kiện thời tiết nó thiếu sáng này, ảnh nó bị vỡ chi tiết thì cái color nó sẽ giúp mọi người khử những cái vỡ màu, những cái nhiễu màu cho tấm hình. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một hình ảnh thực tế nhé, đây mình sẽ sử dụng một hình ảnh thực tế để cho mọi người có thể nắm được phần này. Mình sẽ sử dụng trực tiếp trong cái tấm hình vào buổi tối để mọi người thấy nhìn rõ ở phần này. Đây rồi. Đây.
Thì đây là một cái bức hình là chụp vào buổi tối và trong cái điều kiện thiếu sáng, chụp tại Đà Lạt trong điều kiện thiếu sáng này, thì cái thanh color nó sẽ phát huy tác dụng rất là tốt với những tấm hình như thế này. Ví dụ tấm hình này mình có thể để cái thông số nó nhỏ lên để cho mình nhìn thấy này, mặc định của nó tự tăng lên rồi, nhưng mình có thể để nhỏ lên mình nhìn thấy là khi mà ví dụ cái thông số này trong trường hợp ảnh nó vỡ màu này đấy, thì nó sẽ khử những cái nhiễu, những cái noise màu sắc nó bị vỡ màu này, thì cái phần color nó sẽ khử toàn bộ những cái nhiễu màu này. Thì trong trường hợp mà chụp ảnh thiếu sáng, điều kiện thiếu sáng thì mình tăng này lên, nó sẽ khử hoàn toàn mất những chi tiết này và nó tấm hình trở nên nó sạch sẽ, không xảy ra trường hợp vỡ màu nữa. Thì cái này đấy, đặc biệt trong ảnh điều kiện thiếu sáng thì color này phát huy tác dụng rất là nhiều. Còn cái phần lumion này thì mình sử dụng rất là ít, mình không sử dụng nhiều lắm. Thì kéo lumion này nó có làm mịn cho tấm hình nhưng mà mình cảm giác nó hơi bết chi tiết. Cái này mình sẽ để Photoshop mình xử lý. Đấy, thì đấy là phần detail. Tiếp theo là mình sẽ đến với phần HSL Achievement. Trong này có phần Hue thì giúp mình thay đổi màu sắc giữa các kênh màu riêng biệt. Thế nên các bạn có thể trực tiếp, các bạn có thể can thiệp vào cái này, kéo những công cụ để mình nhìn thấy sự thay đổi. Tốt nhất là các bạn tự kéo để mình nhìn thấy sự thay đổi thì mình sẽ hiểu hơn về những phần này. Thì ở đây phần Hue giúp người đổi màu sắc cho từng kênh màu riêng biệt. Trên này nó chia các kênh rồi và nó có biểu thị. Ví dụ như ở đây là phần Red thì nó có màu hồng này và màu hơi cam vàng này. Hay sang Green thì nó có sang kênh Green thì khi mà kéo qua tay trái thì nó sẽ vàng, kéo qua tay phải thì sẽ xanh Green chẳng hạn. Còn tiếp theo sang phần Selection thì cái phần này sẽ giúp các bạn tăng giảm màu sắc cho từng kênh màu, đó là tăng giảm nhiệt độ màu cho từng kênh màu. Ví dụ ở đây, ví dụ mình muốn xử lý màu da, mình muốn màu da nhạt thì mình sử dụng Oregon, hay muốn màu đỏ nó nhạt đi thì mình sử dụng cái màu Red. Đây thì mình sẽ lấy một hình thực tế mình sử dụng trong bảng HSL. Ví dụ mình muốn đổi kênh màu đi, mình sẽ quay lại phần Hue này, mình quay lại kênh Hue và mình muốn đổi cái màu áo này thì mình sẽ đặt vào kênh áo qua này. Đấy, kênh áo qua này và mình sẽ đổi này, đây Aqua và đổi chuyển sang Green này. Thì cái này sẽ giúp mọi người đổi kênh màu trên từng cái kênh màu riêng biệt. Thì trong này nó có những kênh màu rất là rõ ràng rồi, mọi người can thiệp cái kênh màu nào trên này nó biểu thị rất là rõ ràng, tương ứng với cái hình, với cái màu sắc bên cái tấm hình mẫu này. Khi mình can thiệp vào bất kỳ một kênh màu nào thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đổi kênh màu trên cái phần màu sắc mình mong muốn, ví dụ màu môi này. Đấy, thì có thể đổi cam hoặc hồng. Còn sang phần Selection này thì có thể tăng giảm nhiệt độ màu cho từng kênh màu. Ví dụ mình muốn màu da sáng, màu da nhạt đi thì mình có thể giảm đi, hay muốn rực lên mình tăng lên, hay muốn cái phông sau nó rực lên thì mình có thể sử dụng đây mình tăng lên. Đấy, thì nó sẽ giúp mọi người tăng giảm nhiệt độ cho từng kênh màu. Sang phần Lumion giúp mọi người kéo sáng tối của từng kênh màu. Đây, ví dụ sáng màu môi thì kéo lên này, hay sáng màu mặt Oregon thì kéo sáng mặt lên, hay sáng màu áo thì mình kéo phần áo lên. Đấy, quay lại cái phần targeted achievement. Đấy, phần này targeted achievement tool này thì cái phần này nó sẽ auto, đây bây giờ bắt đầu mình đi sâu vào, nó sẽ auto là đầu tiên blur matrix vào phần curve, nó sẽ auto này chọn ra cái điểm này. Ví dụ trong phần blur matrix thì nó sẽ auto chọn ra cái điểm sáng tối. Ví dụ nó tự nhận diện điểm này là shadow, là light, là highlight, là dark. Đấy, thì nó sẽ tự nhận ra cái điểm màu này auto. Đặc biệt là những bạn new member mới sử dụng thì sử dụng công cụ này sẽ rất là đắc lực để cho người phân tích và đánh giá được cái cách điều khiển công cụ bên này. Đấy, ví dụ mình muốn sử dụng trên phần tóc này thì mình đặt vào đây thì tự nó nhận ra đây là shadow và nó ảnh hưởng trên một kênh màu. Mình chỉ cần kéo chuột qua trái và kéo chuột qua phải, click chuột kéo qua trái qua phải là sẽ được. Đấy, hay là đây các bạn ấn chuột phải, các bạn chọn hue, thì khi các bạn chọn hue ấy thì nó sẽ giúp mọi người đổi kênh màu. Thì mọi người đặt vào đây tự nó sẽ nhận diện đây là điểm màu gì, gọi auto mà. Ví dụ đặt vào áo này thì tự nó biết đây là điểm màu gì và nó sẽ đổi. Đấy, hay là chọn sang Selection cũng vậy. Thì phần targeted này gọi là nó sẽ auto chỉnh màu sắc này và chỉnh sáng tối trên tấm hình. Đấy, thì vừa là mình đã đến với cái phần kitnet rồi, phần detail này. Còn bây giờ mình sẽ đến phần curve. Thì trong phần curve nó chia ra hai bảng, blur matrix và boy. Thì blur matrix và boy thì ở đây mình chỉ nói giới thiệu sơ lược qua thôi. Còn cái này mình sẽ phải có một chuyên đề riêng về công cụ này, bởi vì công cụ rất là khó sử dụng và nó là một công cụ cực rất là đắc lực trong quá trình nhìn màu. Thì ở cái phần blur matrix và phần boy này nó tương tự giống nhau, nhưng ở blur matrix thì mọi người được sử dụng trên điểm nó đã chia rất là rõ ràng. Đấy, các điểm nó chia rất là rõ ràng thì khi mình sử dụng sẽ dễ dàng và nhanh hơn. Còn sang phần boy thì khi mọi người sử dụng trên phần blur boy này thì
các điểm màu nó chưa được chưa rõ ràng thì mọi người phải tự chọn điểm màu. Ví dụ mình muốn sử dụng trên highlight thì mình phải tích hết những cái điểm này và mình sử dụng trên highlight trên một điểm đấy, thì cái phần logic nó sẽ auto cho mình nhanh hơn. Nhưng ở phần void thì nó có thêm, nó cũng nhược điểm nó chậm hơn này, nhưng mà nó sẽ có thêm những cái kênh màu như red, green và blue mà logic không có. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà sử dụng ở biểu đồ void này mình sẽ tối ưu được cái điểm nó rõ ràng hơn. Còn trên này nó chỉ chia ra khoảng 4 điểm thôi, còn trên biểu đồ void thì mình chia ra cực kỳ nhiều điểm, cứ mỗi chấm này là một điểm để mình có thể can thiệp. Đấy thì cái phần curve này mình nhớ nó đơn giản, nó sẽ giúp người chỉnh sáng tối và chỉnh màu sắc trên tấm hình. Còn đi sâu nữa thì để một video sau thì mình sẽ phân tích kỹ hơn về phần này. Thì sau phần detail này, sau phần curve thì mình sẽ đến với phần speed, gọi là cân bằng trắng. Thì ở đây có phần panel cân bằng giữa highlight và shadow. Đây. Sang phần speed này. Thì phần speed này sẽ cho phép chúng ta thay đổi tông màu trên hai vùng highlight và shadow mà không cần thay đổi kênh màu. Cái phần thay đổi kênh màu vừa mình mới học ở trong bảng HSL và dùng trên hue là thay đổi kênh màu. Còn phần speed này nó sẽ trực tiếp phủ màu lên tấm hình. Đấy. Và như vậy thì nó sẽ giúp mọi người tiết kiệm thời gian hơn này và nhanh chóng đạt được màu sắc như ý muốn. Nhưng ở đây có một cái lưu ý, ở đây có một cái thanh trượt. Khi mà chúng ta muốn kéo màu mà chỉ ảnh hưởng vào highlight thì trên thanh trượt này mình phải giảm đi ở 100 rất nhiều. Các bạn hay bị nhầm lẫn ở phần này, thì các bạn lưu ý nhé. Khi mình tăng lên 100 thì hoàn toàn theo highlight, nhưng khi mình giảm cái thanh panel âm 100 thì khi đó mình can thiệp trên highlight thì nó chỉ ảnh hưởng vào highlight mà không ảnh hưởng vào shadow. Đấy, hay ngược lại, khi mà can thiệp shadow thì mình phải kéo thanh trượt lên 100 để khi mình can thiệp shadow nó chỉ ảnh hưởng vào phần tối thôi, phần vùng tối thôi, không ảnh hưởng vào các vùng khác. Đặc biệt là với tông màu Trung Quốc, thấy là ảnh Trung Quốc bao giờ cái vùng tối, đặc biệt là vùng tóc rất là hay ám màu xanh đỏ tím vàng, thì có thể sử dụng ở trên này, nó giúp một người ám màu rất là nhanh. Thì mình cũng sử dụng hệ thực tế, cái này mình sẽ sử dụng thực tế để mọi người có thể nhìn thấy cái sự thay đổi đấy. Ví dụ mình muốn thay đổi tông màu tấm hình thì khi mình kéo lên thì lập tức cái màu ảnh nó thay đổi rất là nhanh đấy. Cái đầu tiên là như vậy, nó tạo ra một lớp phủ màu lên tấm hình chứ không thay đổi kênh màu, nên là cái tác dụng chỉnh sửa trên này rất là nhanh. Nhưng có một lưu ý, khi sử dụng ở đây có cái thanh trượt panel để cân đối giữa highlight và shadow. Ví dụ cái tấm hình này mình chỉ muốn thay đổi trên phần highlight, đầu tiên mình sẽ giảm đi, mình muốn đổi cái phần highlight này, một phần trán này, mình muốn đổi cái phần highlight trên phần trán này, phần da mặt, những điểm cao trên khuôn mặt này, mình muốn nó hơi ám vàng một chút thì mình kéo cái thanh trượt âm vào không và mình để hue khoảng 33 này, thì khi đó mình kéo lên thì lập tức cái highlight nó đã thay đổi màu vàng đây, nó được phủ một cái lớp màu vàng mà. Và chủ yếu tập trung vào highlight và shadow không ảnh hưởng. Hay ngược lại, mình muốn cái phần tóc này nó ám màu, mình muốn phần tóc này nó ám màu tím hoặc blue chẳng hạn, ví dụ là blue đi, thì mình sẽ kéo ngược cái thanh trượt này lên 100, khi đó mình kéo này thì nó chỉ ảnh hưởng, nó chủ yếu tập trung ảnh hưởng vào cái shadow thôi, chứ những phần highlight nó không ảnh hưởng. Đấy. Thì đấy là cái hay của cân bằng trắng và những cái lưu ý khi sử dụng cái thanh trượt là mọi người cần phải nắm được. Tiếp theo mình sẽ đến với phần name collection. Thì trong phần này có phần profile, thì khi đánh dấu vào phần enable profile collection ấy, thì nó sẽ điều chỉnh lại sự biến dạng của bức hình khi chụp, đặc biệt là khi các bạn chụp fix nó bị lỗi này, bị méo, thì cái phần này sẽ giúp người sửa lỗi đường ống kính, nó sẽ sửa những cái phần méo và sự biến dạng cho tấm hình. Và tiếp theo phần menu thì cái phần này sẽ sửa biến dạng và các đường viền trong bức hình, đặc biệt là chụp ảnh ngược sáng ấy, thì nó sẽ bị ám viền tím, thì các bạn có sử dụng cái công cụ này để các bạn khử cái phần ám viền tím và có thể tăng cái khoảng thông số này, mình sẽ tăng trong một năm từ 1 đến 4, tránh trường hợp tăng quá cao nhé, vì tăng vừa phải thì nó sẽ giúp khử viền tím hoặc viền đỏ rất là tốt. Và trong phần name collection này thì mình chủ yếu sử dụng trong phần profile, đó là dùng để sửa lỗi đồng kính thôi. Còn phần bên dưới bây giờ máy ảnh nó hỗ trợ hơn, tốt hơn rất là nhiều, và cái chất lượng file chụp đã ổn hơn, nên cái phần ám viền tím nó đã ít hơn rất là nhiều, gần như là mình rất ít sử dụng cái phần này. Thế là mình sẽ đến phần effect. Thì trong phần effect này có phần quên, thì cái này giúp để tạo ứng noise, đặc biệt là những ảnh chụp dạng ảnh vintage này hoặc là những dạng ảnh cảm xúc cà phê thì có thể dùng cái này để tạo ra hiệu ứng noise rất là hay. Thì trong phần amount này, có size này, thì nó sẽ giúp mọi người chỉnh noise này, mật độ noise rồi mật độ hạt nó dày nhiều hay ít. Hay tiếp theo sang phần nữa là post crop fading, thì cái phần này nó giúp người tạo viền sáng viền tối cho tấm hình, gọi là gom sáng ấy. Thì cái phần này mình cũng không sử dụng quá nhiều. Với ảnh HDR thì mình có hay sử dụng đến cái phần này thôi, còn lại mình rất là ít sử dụng. Tiếp thì mình sẽ đến phần calibration, thì là sẽ kết thúc những cái công cụ có mặt trong bảng camera.
Thì trong phần collision này thì có phần chain. Phần chain thì cũng giống như phần đầu tiên của basic, nó cũng có phần chain nhưng phần chain đây có chữ shadow. Thì cái này sẽ giúp mình khử sai vào vùng tối, ám xanh lá cây green này hay ám tím magenta. Thì cái phần này nó sẽ giúp mọi người khử sai màu tối, đặc biệt là khi mọi người chụp ảnh buổi tối thì nó hay bị ám màu, hay bị ám cái ánh sáng, nó chất liệu lên màu sắc lên cái tấm hình ấy. Thì cái phần trên này sẽ giúp mọi người khắc phục cái điều đấy rất là tốt. À, trong phần này thì có ba công cụ red, green, blue. Với mỗi cái công cụ này sẽ có những cái tác dụng đổi cái màu tấm hình này, hay có những kênh phần saturation bên dưới, phần saturation ở dưới những cái kênh màu red, blue thì có phần saturation thì giúp mọi người tăng và giảm độ bão hòa. Khi mà so sánh về ba cái công cụ này thì mọi người lưu ý là cái phần saturation ở trong cái kênh blue này, trong ba kênh này red, green và blue, thì cái saturation của kênh màu này là nó êm và nhẹ nhàng thường được sử dụng nhất. Và đặc biệt sau này khi mọi người sử dụng với tông màu trong sáng, cái phần blue được sử dụng rất là nhiều và thường thường được sử dụng tăng lên làm cho tâm mình nó được đều màu. À, có một cái lưu ý là khi tăng nhiều này thì nó làm cho cái vùng blue mất chi tiết, đặc biệt như ảnh trời, mây hay là ảnh biển, khi mà người tăng này quá cao thì nó làm cho ảnh nó bị mất chi tiết. Nên các bạn lưu ý về cái phần này. Còn về những cái phần đổi màu, phần hue đổi màu thì nó cũng giống như phần Lumion ấy, nhưng cái hue đổi màu trên cái ba kênh màu này là ba kênh màu chính tạo nên hệ MGB, nên áp lực đổi màu trên này nó rất là mạnh. Thì ở đây tốt nhất là các bạn nên tự kéo thì các bạn sẽ cảm nhận được cái thay đổi sẽ tốt nhất. Còn đây thì nó đã biểu thị màu sắc rất là rõ ràng này, vàng này, xanh green này, hồng này, cam này, hơi xanh cyan này, tím này, trên này đã biểu thị rất là rõ ràng rồi. Mọi người kéo theo và cảm nhận, phải thực hành thì mới hiểu được cái phần này. Thì đấy là kết thúc về cái phần Capvision trong bảng Camera. Đây mình còn những mục chứa bởi set thì cái này thì mình sẽ chia sẻ sau. Hay là mình sẽ còn một cái phần cuối cùng nữa, đó là những cái phần setting áp dụng load bởi set hay là lưu lại bởi set. Thì ở đây mình sẽ tập trung vào những cái chính như sau, những cái phụ mình sẽ bỏ qua. Thì trong này có phần Camera Default. Khi mình ấn vào Camera Default, ví dụ cái ảnh này mình đã căn chỉnh này, mình căn chỉnh thông số và mình muốn quay lại mặc định thì mình có thể chuyển lại Camera Default này. Hay dưới này có phần Blue Convision, thì cái này nó sẽ là update màu từ cái tấm hình mình đã chỉnh trước, sau đó nó sẽ bết vào cái hình ảnh này chẳng hạn. Thì ở đây mình làm mẫu cái tấm hình này, vì cái này là một cái phần khá quan trọng nên là mình sẽ chỉ cho các bạn nó kỹ hơn một chút. Đấy, thì khi các bạn open ra này, khi các bạn open hình này ra và mình mở một cái tấm hình bất kỳ, mở một cái tấm hình này, thì ở đây các bạn ấn vào BM Convision thì lập tức nó sẽ áp dụng cái thông số mà vừa chỉnh cái tấm hình vừa lấy áp vào đây. Đấy, thì đấy là cái phần rất là quan trọng. Sau này mình có thể đang chỉnh một cái góc nào đó, chỉnh một cái góc hoặc một background nào đó cùng cảnh mà mình muốn áp dụng cái màu đấy, thì mình chỉ việc chọn là BM Convision mà không cần phải lưu vào set. Đấy, còn xuống những phần dưới này, mình sẽ xuống những phần dưới này như phần load và set. Thì sau này mình có thể có những màu sắc mà mình lưu lại. Thì ở đây mình sẽ đến với cái phần Not Reset. Thì sau này các bạn sẽ có những reset, ví dụ ở đây các bạn có reset các bạn có thể lưu lại ở thư mục nào đó, và thì các bạn chọn đường dẫn đến cái thư mục chứa reset để các bạn not ra. Hay là dưới này có mục Server Reset, thì khi mà các bạn đã kéo căn chỉnh lại những cái thông số mà các bạn muốn lưu lại những cái thông số này, thì các bạn vào phần Server Setting thì nó lưu lại cái reset đấy. Hay là cái dưới nữa có phần dưới cùng thì có phần Reset Camera Default. Thì khi mình reset này thì nó sẽ chuyển lại cái màu là quay về mặc định. Hay có phần Server New Camera Default, thì khi mọi người new cái này vào ấy, new cái Server Camera Default này vào, thì cái thông số này xong rồi ấn vào phần Camera Default thì tự nó update cái màu này vào. Thì đấy là toàn bộ những cái thông số chỉnh trong cái phần công cụ này, trong phần tab menu này. Và một cái nữa mình muốn chỉ mọi người, đó là cái cách làm ảnh hàng loạt khi sử dụng trên camera. Ví dụ ở đây mình muốn chỉ đi hàng loạt cái tấm hình này, thì ở đây mình sẽ vào mở camera này. Đây là phần VR hay là mọi người mở Photoshop cũng được. Thì ở đây mình sẽ vào Open In Camera. Thì ở đây nó sẽ hiện thị ra một cái tab menu chứa những cái hình ảnh này. Và ở đây thì mình sẽ ví dụ ở cái tấm hình này mình có thể can thiệp chỉnh màu trên cái tấm hình này. Mình muốn copy cái màu của tấm hình này paste xuống toàn bộ những tấm hình bên dưới, thì ở đây mình sẽ ấn Ctrl A. Sau đó mình nhấn chuột phải thì ở đây có phần Scene Setting. Đấy, Scene Setting này, Ctrl A sẽ chọn tất cả file này, Select, Ctrl A cũng chọn tất cả file. Và ở đây thì các bạn chỉ ấn Scene Setting là nó lập tức bết cái màu set của cái tấm hình đã chỉnh này, bết toàn bộ thông số đã chỉnh của tấm hình này xuống bên dưới. Ở đây thì nó còn những cái dấu tích này, thì ở đây nó chỉ chọn là phần Basic, nó chủ yếu là chọn thông số bên này thôi.
Còn nếu nếu ở đây các bạn muốn biết cái thông số mà các bạn đã tạo trên này như phần Radius Filter hay là Achievement Wrap, muốn chiết biết cái thông số, những thông số đấy thì các bạn tích vào đây. Còn đây thì mình không, thì mình chỉ biết những thông số bên phần này vào thôi thì vẫn ok. Thì lập tức những cái hình bên dưới này nó sẽ được áp cái thông số mà cái hình này đã chỉnh từ cái hình này xuống, nó giống như một cái preset áp từ cái hình trên xuống hình dưới đấy. Và trong này thì các bạn có thể xuất cái file này, các bạn không cần mở Photoshop mà các bạn lại xuất trực tiếp những cái file này ra ngoài desktop hay ra một cái mục là lưu ý. Thì trong này có phần select folder thì các bạn chọn là select folder, hay là cài đặt lại setting thì ở dưới này có phần color stretch, thì cái phần này các bạn sẽ chọn là sRGB nhé. Cái đuôi màu sRGB này là cái đuôi màu sRGB 1966 này. Khi các bạn xuất đuôi màu ra thì trong quá trình in ấn nó sẽ ảnh, nó sẽ không bị sai màu. Và trong phần quality này các bạn có thể để là 12 maximum để cái chất lượng file được đảm bảo ở cái chất lượng tốt nhất, lưu nó vào. Hay là còn cái phần cuối cùng, đây ở đây cái phần cuối cùng mình chỉ có người đó là cài đặt cái đuôi màu. Thì khi mà các bạn làm ấy, khi mà các bạn mới bắt đầu cài Camera Raw hay các bạn mới làm đầu tiên thì mặc định của cái phần này nó sẽ chuyển về Adobe 1988. Thì các bạn lưu ý khi các bạn để Adobe 1988 thì các bạn cho ra shop, khi bạn các bạn xem màu trên những hệ điều hành của Adobe thì nó đúng màu, nhưng bạn xem bằng preview, xem bằng Facebook hay là quá trình in ấn thì có thể nó bị sai màu. Thì ở đây các bạn nên lưu ý là các bạn sẽ chuyển cái này về dạng sRGB IEC 1966 2.1 này để cho nó đúng cái hệ màu. Sau này mọi người làm khi mình chuyển nó in ra nắp nó sẽ không bị sai màu. Thì đấy là toàn bộ sơ lược giáo trình về Camera Raw. Thì đây là một số video đầu tiên, chắc chắn nó sẽ có một số lỗi nhỏ thì mong các bạn thông cảm. Và sắp tới thì mình sẽ làm nhiều video phân tích kỹ hơn, đi sâu hơn về từng cái công cụ, hay là so sánh những cái sự giống khác nhau giữa những công cụ có mặt trong bảng Camera Raw, và làm một số chuyên đề về curve, về speed tooling, về color vision để các bạn có thể nắm được chuyên sâu hơn về Camera Raw. Có bất kỳ một cái khó khăn vướng mắc nào thì các bạn có thể comment xuống dưới cái kênh YouTube của mình. Chào tất cả các bạn.